Những ngày vừa qua, trên địa bàn của xã Đắk Rua Muan, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện một con trâu điên liên tục tấn công, làm nhiều người bị thương và nhập viện. Sau đó, địa phương đã phải nhờ tới lực lượng cảnh sát cơ động bắn hạ để đảm bảo an toàn cho người dân. Cụ thể, trưa ngày 3 tháng 9, con trâu điên đã bị lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Đắk Nông dùng súng tiêu diệt. Trước đó, chiều mùng 2 tháng 9, trên địa bàn thôn Tân Hiệp xuất hiện một con trâu điên đi lang thang. Theo đó, thì con trâu này đã liên tục truy đuổi tấn công nhiều người bị thương. Anh Lâm Văn Tuấn đã bị sừng con trâu điên đâm thủng đùi trái, phải nhập viện điều trị. Phát hiện sự việc, người dân đã tiến hành vây bắt con trâu này. Tuy nhiên, con trâu này đã bỏ trốn vào dãy cà phê của người dân. Đến sáng ngày 3 tháng 9, trong lúc đi làm rẫy thì bà Vũ Thị Mơ, chú thôn Tân An bất ngờ bị trâu húc thùng bụng. Và trước khi bị hạ gục đã tấn công 5 người khác bị thương. Trong đó, 2 người bị thương nặng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Theo đó, công an chức năng đã bàn giao xác con trâu này cho đơn vị thú y để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này, đồng thời truy tìm chủ nhân của con trâu này.